Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em con game là Bách Chiến 3D nha. Thì con này sẽ khai mở server 19 vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2022 nha anh em. Đó, anh em nhớ nha. 19 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2022 sẽ chính thức open server 19 nha anh em. Đó. Thì con này đã qua được 18 server, ngày mai sẽ up thêm server 19, là con này rất là ok luôn nha anh em. Thì con này sẽ free cho mấy anh em bộ tân thủ và bộ của đi tân thủ ha, gồm 4 cái code nha anh em, là tân thủ server mới quà tặng là hỗ trợ FB ha. Thì mấy anh em sẽ nhập hết 4 cái code này vào thì mấy anh em sẽ nhận được những phần quà như là 500k kim bảo phá nha anh em, và 5555 kim bảo nha anh em. Thì anh em sẽ tiêu kim bảo, anh em sẽ lên được VIP 4 nha. Đó, tặng cho mấy anh em thêm 500 thẻ nhân 3 kinh nghiệm tha hồ một up cấp nha anh em. Thì mỗi ngày tặng cốt và các event hấp dẫn nha anh em. Đó, thì con này chơi rất là nuột trên điện thoại lẫn máy tính nha anh em, rất là ok luôn. Thì con này có Android lẫn iOS nha anh em. Đó, rất ok nha. Thì mấy anh em có thể tải game tại trang chủ bachchien3d.net nha. Đây. Thì ở đây anh em có thể tải cho những cái dòng máy của anh em đang xài nha anh em. Đây là iOS ha, đây là Android nha anh em. Đó, thì mấy anh em vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em á. Đó, vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em. Thì mấy anh em sẽ nhập 4 cái code vào nha anh em. Thì mấy anh em sẽ nhập 4 cái code tại đây nha. Đó. Thì mình không có nhập nha anh em, mà anh em cứ nhập tại đây, chọn máy chủ ha, chọn server của mình chơi thì nhập 4 cái code vào nha anh em. Rất là đơn giản thôi. Thì ở đây là những hình thức cho mấy anh em nạp thẻ để chơi game nha anh em, nó rất thuận tiện cho mấy em chơi luôn. Đây, phần nạp thẻ cào nữa ha, với Momo ha, ngân hàng nha anh em. Đó, rất thuận tiện cho mấy anh em chơi nha. Thì mấy anh em có thể tham gia những sự kiện của game nha anh em. Đó, rất là hấp dẫn luôn nha, rất nhiều sự kiện trong game cho anh em chơi nha anh em. Đó, đây là mình sẽ cho mấy anh em xem những cái phần quà của sự kiện đua top. Đây, rất ok nha. Đây là những phần quà của sự kiện đua top nha anh em. Đó, thì ở đây là sự kiện đua top nè, top 1 là thì mấy anh em sẽ nhận được 1 triệu xu vét nha. Đó, 1 triệu xu vét và một set đồ trang bị đồ chư thần nha anh em. 150 gương đỏ tự chọn luôn. Đó, rất là nhiều quà cho anh em chơi luôn nha. Thì mấy anh em đua top, anh em nào được top 1 thì được hưởng những cái phần quà này nha anh em. Đó, đây top 2, tiếp tục top 2, top 3 và top 4, top 5 nha anh em. Đó, những phần quà tương ứng ha. Thì mấy anh em nạp bằng ngân hàng và Momo thì mấy anh em sẽ được khuyến mãi 80% giá trị nạp nha anh em. Đó, rất là ok nha. Còn anh em nào nạp bằng thẻ cào thì khuyến mãi thêm 50% nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Thì mấy anh em nhớ nha, 19 giờ ngày mai nha anh em, 19 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2022 sẽ chính thức open server 19 nha anh em. Anh em nhớ giờ chơi cho nóng nha anh em. Thì cái phần gameplay thì cũng không có lạ gì đối với anh em ha. Thì đã server 19 rồi thì nó cũng không có lạ gì. Thì mấy anh em cứ vào chơi nhập hết 4 cái code thì mấy anh em nhận những phần quà của mình. Và anh em chơi đua top nha anh em. Đó, đua top các kiểu thì mấy anh em sẽ nhận được những phần quà đua top nha. Rất là ok luôn. Rồi, mình qua game nha anh em. Thì phần game thì đã được duyệt quá hoàn toàn nha anh em. Thì mấy anh em nhập hết 4 cái code thì mấy anh em vào phần thư mấy anh em nhận những phần quà của mình nha anh em. Rồi mấy anh em tiêu kim bảo mấy anh em lên VIP 4 nha. Đó, rất là ok luôn. Thì con này đã được update trang bị thời trang ha. Cánh rồi, thú cỡ là rất là đẹp nha anh em, rất hoành tráng luôn nha. Đó. Rồi anh em nhớ nha, 19 giờ ngày mai nha, 19 giờ ngày mai ngày 24 tháng 6 năm 2022 chính thức open server 19 nha anh em. Rồi anh em nhớ vào chơi cho nóng nha. Và phần giới thiệu con game của mình đến đây xin tạm dừng. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi mình cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì toàn bộ link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em có thể lên fanpage game thì mấy anh em sẽ nắm được rõ những cái thông tin chơi game nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah.
hả, chơi đổi đất. Có thì hả, sẽ có thiên hạ.